như vậy, như vậy. Hôm nay mặc áo đỏ nên bán hên đúng không? Đúng rồi. Vậy này thần, đây gọi là thần tài mới của dì Ba đúng không? Gì nữa, hôm nay mặc áo đỏ bán hên sớm nữa nè. Có thêm một cái tháng à, đúng rồi, thêm kế toán mới nữa này, mọi người không quên kế toán mới nữa này. À, nếu vậy là ngày mai cứ mặc áo đỏ tiếp nha, cứ áo đỏ mặc thôi. Áo đỏ nó bảo giờ mua con nào cũng giống nhau hết anh ơi. Cảm ơn bạn sẽ đi qua cái con bự danh. À, bữa nay là mình thấy là bán cũng chắc lẻ rồi. Đây là công việc của chị Bảy đây, đường phụ ba. Ủa, hôm nay ai phụ bán trái cây dùng rồi? Có chị chủ nhà. Chị chủ nhà phụ giúp hả? Mày ăn cơm chưa? Chị Bảy, mấy bạn khen chị Bảy này có thể xin. Chào mọi người, cái chị Bảy. Ở hôm nay theo quan sát của cô Phú thì cua chị Ba rất là to nha. Số 33 ngàn. À, hiện tại thì đang bán tới số 26 rồi. Và đây là chị gái 27 này. Đúng rồi, bốc số thứ tư đây em. Tới số 27 rồi. Mình ở xa không anh? Mình ở xa không? Kiên Giang luôn. Kiên Giang là ở đây lên lâu rồi hay là mới lên nữa? Vừa lên luôn đó. Mà sao biết ở dưới Kiên Giang là lên tận đây mua ăn? À, coi live stream à, chắc mấy em này coi cho live biết rồi. Là chạy xe luôn rồi cơ. Đó, mọi người thấy có hai anh rất là đẹp trai đó. Hai đẹp trai chạy xe máy từ Kiên Giang lên luôn. À dạ. Chắc là lần đầu tiên mình mua cua chị Ba đó hả? Dạ. Chị Ba ra rồi đó. Chị Ba ra rồi. Rồi mấy anh hên ghê á, ra đây đúng lúc chị Ba ra luôn nè. Đó mọi người, chị Ba tới rồi nè. Ba mươi đây. 30 hai anh đẹp trai này. Được rồi, em qua đây. Ok, em qua đây. Rồi chạy là chạy xe máy từ sáng luôn à? Chạy từ sáng luôn. Chạy ghê. Anh ơi, 720 ngàn anh ơi, 404. Bao nhiêu? 720 ngàn. Rồi hai anh trai này là mua 4 con cua cốm, con cua mắc nhất. Rồi rất là đông à. Qua đến số bao nhiêu rồi? Số 37 rồi. À, 4 con cốm đúng không anh? Dạ. Được rồi. Giờ chắc là về nhà bà con này họ hàng gần đây à? Rồi cảm ơn anh trai nhá. Rồi bây giờ lại coi gì Ba ha. Rồi cua hôm nay chị Ba rất là to ha. Nhìn càng này. Đây có hai con cua gì vậy? Chị Ba và chị Bảy cho chị Duyên Mai đã gọi này. Bao nhiêu con này? Hai con.
Cái số nhiêu đấy anh Thảo? Số 6 này là chờ nãy giờ. À không, cái số ấy á. 30. Số 30 rồi anh ạ. Dạ. Còn một con gì đấy chị ba? Cua thiệt à? Khách cho mọi người đang hỏi về cái áo mới của chị Ba này, nhưng mà chị Ba này mặc áo rất là nổi, nhưng mà mọi người đừng có quên là chị Bảy này mặc áo đỏ cũng rất là nổi nha. Hiện tại thì cua cốm và cua gạch hết rồi, chỉ còn có cua thịt thôi. Hay là chuyện áo hồng hay là
Đến thì điểm thôi, đến hôm nay thì chị bày sẵn cho bạn trái cây được không chị bày? Đánh được hả? Em hỏi sáng giờ mà đó, mọi người thấy người kia đó là chị Bảy đó, mọi người cạnh chị Bảy, chị áo xanh nó chính là em của chị Bảy đó. Nhìn đằng xa thì mình thấy một cái anh qua, cho anh số em ơi đi phát xuống đây, số bao nhiêu rồi? Lấy ba ăn cốm luôn đi, lấy ba ăn cốm. 6-4 rồi, nhớ rồi, anh qua đó trả tiền lấy cô giùm em cái 63 à, 63 của anh chị nào, 18 à, chị lấy gì chị? 843 thôi nè, ngon lắm này chị, 3 gạch 1 thịt. Ba gạch một thịt chị ơi. Gạch 574. Một con thịt. Em Thảo đây có gì mới ra hả? Dạ. Có đâu? Ồ, đây có một bé gái đi theo gia đình để mua luôn nè. Có gì mới có ra đâu? Đây có nhiều gái. Rồi số 19 à. Số 19 là chị nào à? Số 20 à? 20 à? 21 à? 21 à? 22 à? 23 à? 24 à? 24. Lấy ba con cua thịt. Dạ ba con thịt. Dạ ba con thịt. Bự. Lấy ba con thịt bự. Có mấy con bán ký?